Bởi vì mẹ không nhìn thấy xe của Ad đâu hết. Mẹ còn biết là trong tuần này Ad không có làm ca đêm. Mà quan trọng nhất là ngày hôm qua chính là kỷ niệm 2 năm ngày cưới của tụi con, nó nên ở nhà mới phải. Nhưng mà tại sao nó lại không có ở nhà chứ? Có lẽ anh ấy có ca cấp cứu đó mẹ. Có lẽ sao? Vậy có nghĩa là con không biết được Ad đã đi đâu hết. Con đã trễ rồi. Con xin phép mẹ con đi làm đi. Rốt cuộc giữa con và con trai mẹ xảy ra chuyện gì? Dạ không có. Mẹ không tin đâu. Gần đây mẹ nhìn thấy gương mặt của Ad không có được hạnh phúc mà chỉ toàn là buồn bã thôi. Con với nó cãi nhau về chuyện gì hả? Con không có chuyện gì để cãi nhau với anh Ad hết. Xin phép mẹ con đi làm. Giờ con chưa đi được đâu. Mau kể cho mẹ nghe chuyện của hai đứa. Nhưng thưa mẹ, con đã trễ lắm rồi. Nè nè nè, cô dám lớn tiếng với tôi như vậy hả? Mẹ à. Bể nát hết rồi kìa. Tất cả chén dĩa đều bể nát hết rồi. Không cần. Người nào làm bể thì người đó dọn dẹp. Cô đến ở với gia đình của tôi để trở thành gánh nặng cho chúng tôi. Lúc trước tôi luôn thắc mắc rằng không biết là Ad đã suy nghĩ cái gì mà lại đi chọn một y tá thấp kém như cô làm vợ. Đến nỗi con cũng không thể sinh được. Một người làm bác sĩ như Ad tìm thấy một người vợ tốt hơn cô gấp triệu lần. Tôi cũng muốn cảnh cáo cho cô biết, nếu như trong tương lai Ad có vợ mới thì cô nên cam chịu thì hơn. Bởi vì cô không thể sinh con cho nó được. Tôi cũng muốn cảnh báo cho cô biết, nếu trong tương lai Ad có vợ mới thì cô nên cam chịu thì hơn. Bởi vì cô không thể sinh con cho nó được. Trước mắt với tình trạng không ổn định như vậy thì bệnh nhân đó cần phải ở lại để quan sát thêm. Được rồi, tôi đã biết rồi. Những chi tiết trong này anh thấy sao? Cảm ơn cậu. Cô đang nhịn gì vậy hả? Tối hôm qua hai người ăn mừng vẫn chưa đủ hay sao? Nhìn mặt của cô kìa, giống như là thiếu ngủ vậy. Tôi đoán đôi qua hai người đã có khoảng thời gian rất tuyệt đúng không? Nè, sao cô lại im lặng vậy? Đừng có nói là hai người không có làm gì hết nha. Tôi đã cố tình tìm kiếm phương pháp để hai người có em bé đó. Cô có thể ngừng nói nhảm một lần không? Trời,